Ác ý. Bản chất của bất thiện thứ hai thuộc ý. Sân hận là thái độ thù hận. Khi phân chia, có những loại sau: 1. Ác ý do giận dữ. 2. Ác ý do oán ghét. 3. Ác ý do ghen tị. Tashovyan, đừng phạm những hành vi thuộc ý khiến tổn thương mình và làm hại người khác. Hành động này xem là vi phạm khi đủ 4 chi phần và có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quại thấp. 2. Quả nổi trội là dù tái sanh làm người, người khác sẽ xung khắc với con một cách vô lý và con luôn gặp thù hằn kiện cáo. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là trong những kiếp tới con sẽ phát triển một trạng thái tâm hiểm độc. Tashovyan, nếu con không từ bỏ sân hận, con sẽ chẳng thực hành được tiểu thừa lẫn đại thừa. Những tà kiến. Tính chất bất thiện thứ ba của ý, tà kiến, là phóng đại và phỉ báng. Khi phân chia có những loại sau: 1. Tà kiến chủ trương chủ nghĩa hư vô và vĩnh cửu, tức thường kiến và đoạn kiến, phi Phật giáo. 2. Tà kiến chủ trương có một thực thể ngã trong thân, một điều luật hay nghi thức là tối cao như sự tu khổ hạnh của chó và gà. 3. Tà kiến chủ trương có một thực thể bản ngã trong thân. Tashovyan, chỉ có ít người hiểu được sự khác nhau của giáo pháp và phi giáo pháp. Hành động này xem là vi phạm khi đủ 4 chi và có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quại thấp. Quả nổi trội là dù tái sanh làm người, con sẽ sinh vào nơi biên địa, bộ tộc không văn minh, ở đó thậm chí sẽ không được nghe danh hiệu của Tam Bảo. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là những khuynh hướng thói quen nắm giữ tà kiến sẽ kiên cố trong tiềm thức con, sau đó con sẽ thích thú nắm giữ tà kiến. Tashovyan, tất cả các đấng tôn quý đều lên án 10 điều bất thiện này. Chúng bị những người có học từ bỏ, ngay cả những người tìm kiếm việc đạt được sự rạng rỡ đặc biệt và giàu có của cõi thiên và cõi người cũng không vi phạm. Vậy hãy từ bỏ chúng. Có nhiều người không nhận ra được điều tốt xấu, nhưng người đã đi vào giáo lý của Đức Phật thì không như vậy. Vi phạm điều ác trong khi biết rõ nhân quả của hành động bất thiện thì không khác gì thú vật. Công chúa Tashovyan hỏi: khi từ bỏ những hành động này, người ta sẽ đạt được kết quả gì? Vị thầy đáp: khi quả chín, con sẽ sinh vào cõi trời và người, giống như trời Phạm Thiên. Giọng nói của con sẽ du dương, giống như trời Đế Thích. Thân con sẽ đẹp hơn người khác và giống như một vị vua của Hoàng Vũ. Con sẽ rất giàu có. Như một quả nổi trội, con sẽ có được sự uyên bác lớn lao. Con sẽ rất thông minh và sẽ gặp giáo pháp của Đức Phật. Cuối cùng con sẽ đạt được 3 cấp độ giác ngộ. Như quả tương ứng với nguyên nhân, trong tất cả kiếp tương lai, con sẽ tự nỗ lực từ bỏ 10 điều bất thiện. Công chúa Stoyan hỏi: về 10 bất thiện này, có khác biệt nào trong tính nghiêm trọng của cái xấu không? Vị thầy đáp: có. Nói chung có sự phân chia theo phiền não. 1. Do sân hận mà vi phạm 10 bất thiện, con sẽ tái sanh vào địa ngục. 2. Khi vi phạm 10 bất thiện vì tham lam, con sẽ tái sanh là ngạ quỷ. 3.
khi vi phạm vì si mê, con sẽ tái sanh làm súc sinh. Cũng có những khác biệt trong sự nghiêm trọng về mặt đối tượng. Một, do phạm 10 điều bất thiện với một đối tượng đặc biệt, con sẽ sinh vào địa ngục. Hai, do phạm 10 điều bất thiện với một đối tượng bình thường, con sẽ sinh làm ngạ quỷ. Ba, do phạm 10 điều bất thiện với một đối tượng thấp hơn, con sẽ sinh làm súc vật. Đặc biệt, trong những loại sát sinh khác nhau, quả chính xấu trầm trọng nhất là giết một vị Bồ Tát đã phát triển Bồ Đề Tâm. Trong những loại lấy những gì không được cho, tội lớn nhất là ăn trộm của Tam Bảo. Trong những loại tà dâm, tội lớn nhất là cưỡng ép một vị A-La-Hán giao hợp. Trong những loại nói dối, tội lớn nhất là lừa gạt một vị thầy hay một thành viên tôn kính của tăng đoàn. Trong những loại nói chia rẽ, tội lớn nhất là gây bất hòa trong tăng đoàn. Trong những loại nói lời thô ác, tội lớn nhất là nói lời khó chịu với một tu sĩ. Trong những loại nói chuyện phím, tội lớn nhất là quấy phá tâm của tu sĩ hoặc người đang thiền định về bản tánh của bất nhị. Trong những loại tham, tội lớn nhất là tham quỷ cúng dường Tam Bảo. Trong những loại ác ý, tội lớn nhất là có ý phạm năm tội có hậu quả tức khắc: ngũ nghịch, giết cha, mẹ, một vị A-La-Hán, chia rẽ tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu. Trong những loại tà kiến, tội lớn nhất là chê bai thực nghĩa. Tashoyan, con không nên vi phạm bất kỳ cái nào trong những hành động này, cho dù phải mất mạng. Nói chung, cũng có những khác biệt trong 10 bất thiện. Một, do sát sinh, nói chia rẽ, nói thô tục và ác ý sẽ đọa địa ngục. Hai, do tà dâm, trộm cướp và tham lam sẽ bị tái sanh làm ngạ quỷ. Ba, do nói dối, nói chuyện phím và chấp thủ tà kiến sẽ sinh làm súc sinh. Thập thiện. Công chúa Tashoyan hỏi vị thầy: người ta nên thực hành thập thiện như thế nào, thực hiện những đối trị ra sao? Vị thầy đáp: 10 điều thiện có 4 chủ đề. 1. Bản chất là một hành động thanh tịnh của thân, khẩu và ý, khiến sinh ra sự cao cả thật sự. 2. Định nghĩa thiện hạnh là khi một người có tự do và giàu có, thực hiện hành động đúng đắn, sẽ sinh ra kết quả được hạnh phúc mong muốn. 3. Sự phân biệt là những thiện hạnh ngược lại với 10 bất thiện: phóng sinh, rất rộng lượng, sống trong sạch, lời nói chân thật, nỗ lực hòa giải tranh chấp, lời nói dịu dàng, dễ nghe và tự chủ, nói lời có ý nghĩa, yêu thương mọi người, không bám luyến và không nghi ngờ luật nhân quả và ý nghĩa quyết định. 4. Sau đây là 10 hỗ trợ tạo ra những thiện hạnh trong dòng tâm thức con: tin tưởng vào những giáo lý chân chánh, giữ lòng tự trọng và lương tâm trong sạch, kiềm chế không cờ bạc, không tranh cãi, không xem họp chợ, luôn hành động một cách chu đáo tận tình, từ bỏ lười biếng, không giao thiệp với bạn xấu, tu hành thân, khẩu, ý, nhu hòa, trao dồi 4 bậc hoạt động của tri giác, và nhất là chú tâm vào con đường của các đấng tôn quý. Tashoyan, nhờ hành động theo cách này, nhất định con sẽ đạt được những cõi cao thật sự. 10 Paramita, tức Ba La Mật. Thứ ba, để dấn thân vào những hành động của 10 Ba La Mật, có 5 chủ đề. 1. Bản chất chung là những hành động có tính chất con đường đưa đến giác ngộ vô thượng. 2. Định nghĩa Paramita là điều làm cho con đến Đại Niết Bàn, bờ bên kia của biển sinh tử luân hồi. 3. Nhiệm vụ là hoàn thiện hay tích lũy và hoàn thành sự lợi lạc cho chúng sanh. 4.
có hai loại, thông thường và đặc biệt. Thông thường là sáu ba la mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ phân biệt. Đặc biệt, bố thí có ba loại: pháp thí, tài thí và vô úy thí. Trì giới cũng có ba loại: cố gắng không làm ác, cố gắng thu thập những phẩm tính thiện, và giới nguyện làm lợi ích chúng sanh. Nói khác đi, giữ được những giới luật này là nhờ cố gắng không làm mười bất thiện, nhờ sáu ba la mật và nhờ tứ nhiếp pháp. Nhẫn nhục cũng có ba loại: không màng đau khổ khi từ bỏ luân hồi, kiên nhẫn chịu gian khổ vì lợi ích chúng sanh, và kiên trì giữ niềm tin trong giáo pháp, nghĩa là cố gắng không sợ hãi những trạng thái thâm sâu. Tinh tấn cũng có ba loại: tinh tấn áp dụng giáo lý đại thừa, tinh tấn như áo giáp chống lại nghịch cảnh, và tinh tấn không ngưng để thành tựu quả Phật toàn giác. Thiền định cũng có ba loại: thiền định tập trung vào con đường thế gian đúng đắn, thiền định tập trung vào con đường xuất thế gian, thiền định tổng quát tập trung vào cả hai. Trí tuệ cũng lại có ba loại: trí tuệ nhận biết sự vật hữu vi thì vượt khỏi tập trung, trí tuệ nhận biết bản tánh vượt khỏi tập trung, và trí tuệ nhận biết rằng mọi hiện tượng đều siêu vượt nhị nguyên và vượt khỏi lời nói, suy nghĩ và mô tả. Con nên biết rằng để thu nhập mỗi phương pháp vào dòng tâm thức, con phải có đầy đủ bốn ba la mật nữa. Để vượt qua tính bủn xỉn và nghèo khó thì bằng sự bố thí không cầu báo đáp là sức mạnh ba la mật. Bố thí mà thoát khỏi mục đích của người thường và người tiểu thừa là phương tiện ba la mật. Bố thí với ý tưởng mong cho con ngăn chặn sự nghèo khó của chính con và mọi chúng sanh là nguyện ba la mật. Bố thí với ba phạm vi hoàn toàn thanh tịnh là trí ba la mật. Tương tự, khắc phục bất thiện bằng giới luật không tham muốn, kết quả của sanh tử là lực ba la mật. Duy trì những giới nguyện trong khi thoát khỏi tám mối quan tâm thế gian là phương tiện ba la mật. Mong ước rằng sự cư xử bất thiện của mọi chúng sanh được chấm dứt, trong lúc không mong muốn quả báo nhân thiên cho chính con là nguyện ba la mật. Không khởi ý niệm phân biệt ba lĩnh vực, chủ thể, đối tượng và hành động là trí ba la mật. Chiến thắng sân hận nhờ cư xử bình đẳng với mọi người là lực ba la mật. Không bám giữ ý định thế gian như sự lừa gạt và đạo đức giả là phương tiện ba la mật. Không tham cầu mình được tái sanh với thân thể đẹp đẽ của cõi nhân thiên mà mong ước sự xấu xí của tất cả chúng sanh được chấm dứt là nguyện ba la mật. Không khởi ý niệm phân biệt của ba lĩnh vực là trí ba la mật. Khắc phục sự lười biếng với sự tinh tấn suy niệm những tính tốt và xấu là lực ba la mật. Không bám giữ ý định thế tục như hy vọng được người khác tin tưởng là phương tiện ba la mật. Mong cầu cho mọi chúng sanh hết lười biếng và nỗ lực trên con đường là nguyện ba la mật. Không khởi ý niệm phân biệt ba lĩnh vực là trí ba la mật. Khắc phục tán tâm nhờ thiền định vượt khỏi cõi vô sắc là lực ba la mật. Thực hành vì lợi ích thành tựu những phẩm tính của giác ngộ vô thượng, không mong cầu những trạng thái của cõi nhân thiên là phương tiện ba la mật. Mong cầu cho sự phóng tâm của mọi chúng sanh được kết thúc là nguyện ba la mật. Không khởi ý niệm phân biệt ba lĩnh vực, chủ thể, đối tượng, hành vi là trí ba la mật. Chiến thắng những tạo tác phân biệt bằng trí tuệ tánh không, chẳng tách lìa bản tánh của lòng bi là lực ba la mật. Chẳng lìa bản tánh của trí tuệ và lòng bi suốt ba thời là phương tiện ba la mật. Mong cầu cho con và mọi người nhận ra được thực nghĩa là nguyện ba la mật.
nhận ra rằng từ vô thủy, tâm con sẵn có bản tánh trí tuệ này là trí ba la mật. Tassovyan, hãy thực hành theo cách này không sao lãng. 5. Quả của việc thực hành 13 la mật là con sẽ giải thoát khỏi những cõi thấp và đạt được những cấp bậc đặc biệt của cõi nhân thiên. Con sẽ hoàn thiện những con đường và nhanh chóng đạt Phật quả. Sau đó, con sẽ trở thành một người hướng dẫn vĩ đại giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi. 11. Ranh giới phân chia giữa được và mất giới nguyện. Giây phút có được bồ đề tâm nguyện như sau: đã tích lũy rất nhiều công đức, khi con phát sinh tư tưởng phải hoàn thành hạnh phúc đích thực của chúng sanh nhờ sự tịnh hóa hoàn toàn dòng tâm thức của con, con đắc bồ đề tâm nguyện vào lúc cuối lần bày tỏ thứ ba của nghi thức trọn vẹn. Lúc mất bồ đề tâm nguyện là khi phát sinh tà kiến hay xúc phạm tam bảo, do vậy làm hư sự tu hành. Do vậy điều cốt lõi là nỗ lực giữ tâm chánh niệm tỉnh giác. 13. Phương pháp phục hồi nguyện vi phạm. Nếu con làm hư hại các giới nguyện gốc, phải thọ giới nguyện lại như hướng dẫn trước. Nếu hư hại giới nguyện nhánh, con phải sám hối trước vị thầy hay tam bảo. 14. Bồ đề tâm bên trong. Công chúa Tassovyan hỏi vị thầy, người ta phải tu hành ra sao khi phát bồ đề tâm bên trong? Vị thầy đáp, có 12 điểm để tu hành. 1. Cốt tủy. Cốt tủy là khơi dậy ý định giúp đỡ những người không nhận biết rằng bản tánh bẩm sinh thật nghĩa là không do tạo tác. 2. Định nghĩa. Không tùy thuộc vào những hành động bên ngoài của thân hay khẩu, được gọi là bên trong, vì chỉ khai triển trong tâm con. 3. Sự phân chia. Có hai dạng, nguyện và hạnh. Ý nguyện là mong muốn những chúng sanh chưa chứng ngộ bản tánh này có thể nhận ra nó. Chỉ ngồi và niệm điều này thì chưa đủ, con phải nỗ lực đẻ cách nhằm làm cho tất cả chúng sanh nhận ra nó. Tassovyan, chừng nào con chưa thoát khỏi chấp nhặt nhị nguyên thì việc hành sẽ rất khó khăn. 4. Những đặc tính của hành giả. Thêm vào những giải nghĩa trước, đặc tính của người dấn thân vào việc tu hành này là chỉ có một ít khái niệm tạo tác. Tassovyan, hãy để tâm con được nghỉ ngơi. 5. Đối tượng để thọ nguyện. Con cần nhận từ một vị thầy đã chứng ngộ bản tánh của hai vô ngã, tức cá nhân vô ngã và các pháp vô ngã, nhờ tu hành trong ba dạng trí tuệ, học, tư duy, thiền định, và vì vậy đã thoát khỏi 8 mối quan tâm thế gian. Tassovyan, một vị thầy là thiết yếu để nhập môn giáo lý đại thừa. 6. Nghi lễ thọ nhận. Tự giải thoát khỏi 3 khái niệm, chủ thể, đối tượng và hành vi, từ bỏ mọi hoạt động thế gian. Như vậy, con hãy cầu thỉnh được những hướng dẫn khẩu truyền chân thật. 7. Những lợi ích của việc tu hành. Con sẽ vượt lên xa tiểu thừa và những con đường sai lầm. Nhờ vậy, con sẽ từ bỏ mọi tư duy ích kỷ và chấp bám nhị nguyên, và nhận ra bản tánh vô ngã. 8. Lý do tu hành. Lý do tu hành khi phát bồ đề tâm bên trong là đem tất cả chúng sanh vào con đường chân thật, đó là bản tánh của hai vô ngã. 9. Những khuyết điểm của không tu hành. Sự khuyết điểm của không tu hành là con sẽ đi lạc khỏi bản tánh vô ngã. Với người thường mà tâm họ chưa được thay đổi nhờ một trường phái triết học,
và với những người phi Phật giáo đã đi vào một trường phái triết học sai lạc. Bản ngã cá nhân được xem là người kiểm soát và kinh nghiệm ngũ uẩn, 12 cơ sở giác quan và 18 yếu tố cấu tạo. Ngoài ra, khi coi bản ngã này là vĩnh cửu, bền vững, họ gắn bó với nó như bạn và thù, ta và người khác. Tashoyan, con phải nhổ bỏ sự gắn kết này. Mối nguy hiểm của việc ý niệm quá chẳng hạn một bản ngã cá nhân là do thấy có một tự ngã và một thực thể bản ngã. Những đối tượng sẽ xuất hiện như cái gì khác. Vì sự bám chấp nhị nguyên này, con sẽ xem những gì lợi ích cho cái tôi là bạn và những gì tổn hại cho cái tôi là thù. Do đó, những kinh nghiệm của thương và ghét sẽ gây cho con phạm nhiều loại hành động bất thiện. Do những hành động này, con sẽ lang thang trong ba quải thấp và khắp cả quải luân hồi. Tashoyan, nếu không loại trừ tâm thức xấu xa này, con sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Dạng người nào lên án bác bỏ bản ngã này, nói chung tất cả Phật tử đều phản bác. Nói riêng, những thanh văn cực lực bác bỏ bản ngã. Dĩ nhiên, chúng ta đã nhập môn Đại Thừa cũng phản đối việc bám chấp bản ngã cá nhân. Người ta khẳng định rằng những thanh văn chứng ngộ một phần bản tánh vô ngã của những hiện tượng và những vị độc giác Phật cũng không chứng ngộ điều đó hoàn toàn. Có nghĩa là các thanh văn khẳng định sai lầm sự hiện hữu của vật chất thay vì hiểu rõ sự vô ngã của những hiện tượng, và các độc giác Phật trụ trong tâm trống không thay vì hiểu nghĩa đúng đắn. Tashoyan, chừng nào con chưa thoát khỏi những trường phái triết học thấp, con sẽ không lĩnh hội được thực nghĩa. Sự nguy hiểm của việc vọng tưởng ra cái ngã của những hiện tượng là do sự khẳng định và bám chấp đó. Con sẽ tạo ra những phiền não. Những điều này sẽ khiến con lang thang trong luân hồi. Đó là nỗ lực vô nghĩa, cho dù con cố gắng trong nhiều kiếp. Loại người nào bác bỏ cái ngã của những hiện tượng? Nói chung, tất cả người đi theo Đại Thừa đều bác bỏ nó. Nói riêng, nó là một dấu hiệu xấu nếu chúng ta đi vào cửa Kim Cương Thừa mà chấp vào thiên kiến, như những người theo phái Trung Đạo cũng bác bỏ nó. 10. Những điểm cần tuân thủ. Con nên tu hành trong ý nghĩa vô ngã, và điều này có hai loại: nguyện và hạnh. Ba điểm quan trọng của nguyện phải tuân thủ như sau. 1. Liên tục hình thành suy nghĩ về nguyện, cầu mong tất cả chúng sanh luôn nhận ra ý nghĩa của vô ngã. 2. Tu hành ngày ba thời, đêm ba thời trong sự tùy hỷ với những người khác đang thiền định về ý nghĩa của vô ngã. 3. Luôn tự tu hành siêng năng không lạc khỏi ý nghĩa của vô ngã. Thứ hai, hai điểm của hạnh phải tuân theo là bên trong và bên ngoài. 4. Tu hành bên ngoài là: 1. Không rời vị thầy hay người bạn tâm linh đã giảng dạy ý nghĩa của vô ngã cho đến khi con nhận ra nó. 2. Buông bỏ thiên kiến liên quan đến nơi chốn cư trú, xứ sở hay khu vực, đẳng cấp, thù và bạn. 3. Học hỏi, tư duy và thiền định về giáo lý hiển bày sự vô ngã và tánh không. 4. Không cho mình là một tên tuổi, gia đình hay thân thể. 4. Tu hành bên trong là: 1. Chớ hiểu tên gọi là sự vật, vì mọi nhãn hiệu và tên gọi của sự vật bên ngoài thì không hiện hữu trong tâm con. 2. Hãy biết mọi sự và những sinh linh trong thế gian đều vô tự tánh, dù nó xuất hiện cũng chỉ như giấc mộng và huyễn ảo. 3. Ngày ba thời, đêm ba thời
tìm cho ra tâm bám chặt vào những đối tượng khác nhau, dù thật ra chẳng có thứ gì hiện hữu. 4. Không là khỏi ý nghĩa của không có tên và không có những cực đoan. Thậm chí dù tìm kiếm tâm con cũng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì. Tự tu hành chuyên cần theo cách này là điều tối quan trọng. Nhờ hành theo lối này, con sẽ tiêu diệt được những tâm thức xấu và thoát luân hồi. 11. Đường phân chia giữa được và mất giới nguyện. Khoảnh khắc được giới nguyện nội bồ đề tâm là khi nhận được những hướng dẫn khẩu truyền từ vị thầy con. Lúc mất nguyện là khi con theo đuổi những bám chấp nhị nguyên thông thường, không hiểu được sự không có tự tánh. Ngay lúc bị mất, con phải áp dụng sự đối trị. 12. Phương pháp phục hồi nguyện khi bị tổn hại. Tu hành không sao lãng những nghĩa vừa giải thích trên, con sẽ tự động cởi nút thắt cho sự ràng buộc của bám chấp nhị nguyên. Tu hành bí mật. Công chúa Tsojan hỏi vị thầy: người ta tu hành việc phát bồ đề tâm bí mật ra sao? Vị thầy đáp: về điều này có 11 điểm. 1. Cố tủy. Cố tủy của việc phát bồ đề tâm bí mật là nhận biết cái vượt khỏi sự nỗ lực từ vô thủy, tâm thanh tịnh bổn nguyên của vô sanh, thoát khỏi những giới hạn của tư tưởng và diễn tả. 2. Định nghĩa. Nó bí mật tự nhiên với mọi thừa thấp, vì nó vượt khỏi những gì biểu thị bằng ngôn từ hay tư duy bởi tâm trí. 3. Sự phân chia. Khi phân chia có hai quan điểm: xác nhận sự thanh tịnh phổ quát là không thiền định, và xác nhận bản tánh hiện tiền tự nhiên vốn viên mãn là không thiền định. Con phải tự tại với bất kỳ sự thiên chấp nào liên quan đến điều này. 4. Đặc tính của hành giả. Đặc tính của người dấn thân vào điều này là phải có khả năng cao nhất với một tâm nhàm chán thế giới hiện tượng hình tướng. Tsojan: điều này chỉ có thể là người đã có tu hành từ trước. 5. Đối tượng để nhận pháp. Đối tượng để con tiếp nhận phải là một người đã chứng ngộ tính độc nhất của pháp thân và nhờ vậy an trụ trong pháp giới phi nỗ lực. Tsojan: người này chỉ có thể là một vị thầy đã nhận ra ý nghĩa của đại viên mãn. 6. Nghi lễ tiếp nhận. Nghi lễ để tiếp nhận là sự quán đảnh về sự phô diễn của tánh giác. Hãy từ bỏ những hoạt động thuộc thân phàm tục bất tịnh cũng như những hành động đạo đức thanh tịnh của con. Hãy an trú như một người đã hoàn tất mọi công việc của mình. Hãy từ bỏ mọi lời nói bất tịnh cũng như sự tụng niệm tán thán của con và hãy an trụ thưởng thức yên lặng vị ngọt của đường. Hãy từ bỏ những hoạt động tư tưởng bất tịnh thuộc sinh tử cũng như tư tưởng niết bàn thanh tịnh qua hành vi và an trụ như một người bị moi mất trái tim. Nhờ những chỉ bày của vị thầy, con sẽ nhận biết pháp thân bổn nguyên của tâm con vượt khỏi tầm giới của ngôn từ và mô tả. Tsojan: hướng dẫn miệng này của ta là một giáo lý giải thoát tức thời bằng hiển ngộ. 7. Kết quả của tu hành. Mục tiêu của sự tu hành này là không từ bỏ luân hồi, bởi vì nó vốn tự giải thoát. Theo đó, những cảm xúc phiền não là tự nhiên viên mãn như trí tuệ. Do vậy, nó có tính chất đem lại giác ngộ trong khoảnh khắc hiện tại. 8. Lý do tu hành. Lý do tu hành theo cách này là con phải có bản tánh thoát khỏi giới định kiến và thiên lệch. 9.
khuyết điểm của không tu hành. Sự nguy hiểm không tu hành là con sẽ rơi vào những trường phái triết học thiên kiến và có được nhược điểm là nội tâm bị ràng buộc. Tashoyan, nếu con thực hành mà bị rơi vào phân biệt thì không phải là đại viên mãn. 10. Những điểm phải tuân thủ. 1. Hãy thấy rằng gốc rễ của mọi hiện tượng đều bao gồm trong tánh giác bồ đề tâm của con, sự thanh tịnh bổn nguyên bất sanh. 2. Hãy thấy rằng tánh giác bồ đề tâm này vốn giác ngộ vì nó không có bất kỳ tạo tác nào như người quan sát hay một đối tượng được quan sát. 3. Hãy nhận ra rằng bất cứ loại tư tưởng hay bám chấp nào khởi lên trong trạng thái tánh giác này đều vốn là bản thân tánh giác trống không và quang minh. 4. Hãy nhận biết rằng bất kỳ hình tướng bên ngoài nào xuất hiện đều không có bất cứ bản sắc nào ngay từ lúc được kinh nghiệm, và do vậy đều không vượt khỏi được sự phô diễn của pháp tánh. 5. Hãy kinh nghiệm tính chất bất nhị của đối tượng và tâm thức như đại lạc bẩm sinh, thoát khỏi mọi lấy, bỏ, kháng định hay phản bác. 6. Đặc biệt, hãy kinh nghiệm mọi cảm xúc phiền não và đau khổ là con đường lên thiên của sự giác ngộ. 7. Hãy nhận biết rằng những chúng sanh từ lúc được kinh nghiệm đều không thực sự hiện hữu, và do vậy sinh tử luân hồi là sự thanh tịnh bổn nguyên bất sinh và không cần phải từ bỏ. 8. Hãy nhận biết rằng mọi sự được kinh nghiệm là những thân và những trí tuệ đều dung chứa trong tâm con, và do vậy quả Phật thì vượt khỏi việc thành tựu. Hãy làm điều này và con sẽ trở thành người tiếp nối Đức Phật Phổ Hiền Quang Vinh. 11. Ranh giới phân chia giữa mất và được, phương pháp phục hồi khi bị tổn hại. Ở đây không có nỗ lực nào cả, vì con vốn chưa từng phân cách với nó suốt 3 thời. Kết luận: Tishoyan, ta đã cô đọng ý nghĩa tất cả kinh điển Tantra, Sutra và những hướng dẫn miệng vào những con đường phát bồ đề tâm bên ngoài, bên trong và bí mật. Hãy áp dụng chúng vào thực hành, hãy đem chúng vào con đường, hãy ghi nhớ chúng trong tâm, hãy hòa hợp với ý nghĩa của chúng. Chúng là gốc rễ của những giáo lý đại thừa. Chính Ngài đã nói như thế. Đây là sự tu hành bồ đề tâm của đại thừa có tiêu đề những giáo lý về phát bồ đề tâm như là con đường, được viết ở Monkha Sanjay de Jong. Đã hoàn tất dấu ấn kho tàng, dấu ấn cất giấu, dấu ấn giao phó.